Mến chào cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn nè. Lời nói đầu tiên cho Linh Nguyễn xin kính chúc cô chú anh chị và các bạn trên mọi miền đất nước luôn sức khỏe, vui vẻ, bình an và hạnh phúc, lúc nào cũng thành công trong cuộc sống nha. Hôm nay Linh Nguyễn chia sẻ thêm cho cô chú anh chị và các bạn mình cùng xem một cái món nữa. Đó chính là món rau bạch tuộc xào sả ớt nha. Nguyên liệu của mình xào sả ớt hôm nay gồm có nè, mình có 400g rau bạch tuộc ha. Rau bạch tuộc này là bạch tuộc đại dương nha cô chú anh chị. Nó rất là tươi và nó to lắm. Mình có xào hết phần nửa cần cà rồi. Bây giờ bắt đầu mình sẽ xào cái phần này là cà ri sả ớt ha. Ở đây mình có 3 cây sả, mình sắc nhuyễn rồi, mình bằm một trái ớt luôn. Mình có 1 muỗng cà ri với lại 1 muỗng bột nghệ ha. Muỗng cà phê nha cô chú anh chị. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ cắt cái phần rau bạch tuộc này từng miếng vừa ăn ha. Thì gia vị cũng không có gì thay đổi. Đó chính là đường, muối, bột ngọt, nước mắm, dầu ăn. Như vậy là đủ chơi rồi cô chú anh chị. Nhớ là mình cắt cái phần rau bạch tuộc á, thì mình cắt miếng vừa ăn như vậy nè là được rồi ha. Thì cô chú anh chị mình không xào cái rau bạch tuộc thì mình xào con bạch tuộc cũng được, hoặc là mình xào mực, xào sả ớt cũng ngon lắm ha. Bây giờ bắt đầu mình sẽ cắt hết cái phần rau bạch tuộc này luôn. Mình cắt xong cái phần rau bạch tuộc thì mình cũng băm nhuyễn hai cái tép tỏi ha, để mà mình phi lên cho nó thơm nè. Rồi bây giờ tỏi, bạch tuộc mình cũng cắt xong. Bây giờ bắt đầu mình vào bếp ha. Let's go. Mình cho cái chảo lên nè. Sau đó là mình cho 1 muỗng canh dầu ăn ha. Rồi mình cho cái phần dầu ăn này nó nóng. Sau đó là mình cho cái phần tỏi vô, mình phi cho nó thơm, cho nó thơm tí xíu thôi. Rồi mình cho sả vô mình xào lên luôn ha. Tỏi của mình cũng được rồi nè. Sau đó mình cho hết cái phần sả vô luôn. Mình cũng xào cái phần sả này lên luôn. Sả của mình như vậy được rồi, mình cho hết cái phần rau bạch tuộc vô luôn. Mình trộn đều cái phần rau bạch tuộc lên. Rồi sau đó là mình sẽ cho gia vị vô luôn ha. Cái phần bột cà ri với bột nghệ á, mình cho vô luôn. Rồi ở đây bột ngọt mình cho nửa muỗng cà phê bột ngọt ha. Đường thì mình cho 1 muỗng canh đường ha. Rồi cái phần này là cái phần nước mắm, mình cho 1 muỗng canh nước mắm thôi. Rồi một hồi mình sẽ nêm nếm lại theo khẩu vị ăn của gia đình ha. Mình xào cho nó săn lên. Rồi nó gần chín rồi mình bắt đầu mình nêm nếm lại. Tự vì bản thân cái phần rau bạch tuộc đại dương này á là nó đã có mặn rồi ha cô chú anh chị. Thì nếu mà mình có ăn đậm đà hơn tí xíu thì mình cho tí xíu muối thôi, không có cần dằn muối nhiều ha. Nước mắm thì nó cũng có độ mặn, rau bạch tuộc nó cũng có độ mặn rồi. Wow, bây giờ nó rất là thơm luôn cô chú anh chị. Nó săn cái phần rau bạch tuộc lại. Thì mình cũng không có cần xào lâu quá. Lâu quá thì nó sẽ bị teo và nó dai á cô chú anh chị, nó sẽ không được ngon ha. Cái phần rau bạch tuộc của mình như vậy nè là mình thấy cũng được rồi đó cô chú anh chị. Thì mình sẽ nêm nếm lại theo khẩu vị ăn của gia đình ha. Nếu mà thấy chưa được ngọt quá thì mình cho khoảng tầm nửa muỗng cà phê đường vô nữa ha, là ngon rồi. Thì cái phần rau bạch tuộc của mình cũng xong. Bắt đầu mình sẽ xào thêm một miếng nữa để mà mình dùng kèm ha. Thì bây giờ mình sẽ xào bông thiên lý nè.
xào tỏi nha cô chú anh chị. Mình cho cái chảo lên, sau đó là mình cho tỏi sắc lát nè, rồi mình phi lên cho nó săn săn tí xíu. Sau đó là mình cho hết cái phần bông thiên lý vô để mà mình xào. Thì cô chú anh chị mình á, muốn xào cái phần bông thiên lý này á, một là xào thịt bò, hai là xào thịt heo, hoặc là mình xào với lại tép cũng ngon. Hôm nay thì Linh Nguyễn chỉ xào tỏi thôi nha cô chú anh chị. Cái hoa này á thì mình xào ăn nó cũng rất là ngon luôn, mát nữa, mà mình xào nó cũng rất là lẹ. Chỉ là mình cần sôi bùng lên, mình cho gia vị vô xong xuôi hết là được rồi ha. Mình cho một muỗng cà phê đường nè, một tí xíu bột ngọt ha. Mình cho cũng khoảng tầm 1/3 muỗng cà phê muối thôi, không cần sử dụng muối nhiều ha. Nếu mà một hồi mình lạc thì mình chấm thêm nước tương nha cô chú anh chị. Rồi mình xào đều lên cái bông thiên lý này á, nó ngả lên cái màu xanh là được rồi. Mình còn giữ lại cái độ giòn á cô chú anh chị, nó rất là ngon ha. Rồi như vậy là được rồi, mình sẽ cho cái phần hành lá vô, sau đó là mình cho cái phần tiêu vô luôn, rồi mình trộn đều lên là cái phần hành của mình chín là được rồi đó cô chú anh chị. Wow, rất là hấp dẫn luôn, xanh luôn á. Sau một hồi thì cái phần xào của mình cũng xong rồi nè, rau bạch tuộc của mình cũng xong luôn. Bây giờ bắt đầu mình dọn cơm ra, mình mời cô chú anh chị và các bạn cùng thưởng thức bữa cơm gia đình với lại bếp Linh Nguyễn nha. Mình cho một chén cơm nè, sau đó là mình múc cái phần rau bạch tuộc nè. Đó, nhìn màu sắc nó rất là đẹp luôn. Mình sẽ cho một miếng hoa xào vô nữa. Hoa thiên lý này á, mình xào hơi hơi thôi, nó còn cái độ xanh và giòn rất là ngon luôn cô chú anh chị. Rồi bây giờ mình mời cô chú anh chị và các bạn cùng dùng bữa cơm gia đình với lại bếp Linh Nguyễn nha. Wow, rau bạch tuộc rất là ngon luôn á. Rồi thôi mình cũng kết thúc clip tại đây. Mến chúc cô chú anh chị và các bạn luôn sức khỏe, vui vẻ, bình an và hạnh phúc, lúc nào cũng thành công trong cuộc sống nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn mình trong cái clip lần sau nha. Bye bye.